Xin chào cô chú anh chị và các bạn, chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình tiếp tục theo chân các chú lá dừa để chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cùng xem cái cảnh đốn dừa và tham khảo cái giá dừa ở tại của mình hôm nay ha. Thì hôm nay thì các chú lá dừa này đốn vườn này là vườn dừa sim nha cả nhà. Đây là vườn dừa sim xanh ha. Này là mình thấy đốn được một số rồi nè, dài bên mấy cái clip đã đốn rồi ha, thì mình sẽ đi dài ra phía trước. Rồi tí xíu nữa mình sẽ nhờ các chú lá dừa chia sẻ đến cả nhà cùng tham khảo cái giá dừa hôm nay coi có được lên chút đỉnh nào chưa nha cả nhà. Đây thì mình có thấy một số có dừa ta nữa nè cả nhà. Cái này là dừa sim, trái nó nhỏ hơn ha, dừa sim xanh. Còn cái này là dừa ta, mùa này dừa ta trái nó lớn hơn gì nè cả nhà. Phía dưới này đang ly dừa. Bữa nay đốn đông không anh Vui? Bữa nay đốn đông không? Đốn hết 2 bánh nó rồi, về mới đốn này nữa. Trời sáng vậy. Trời ơi, xíu nè. Hết hồn, tưởng cái thang là dài. Sao thằng cây sao thằng sắt điện ghê. Sao không lấy cái thang dài hơn xíu nữa. Ở sáng giờ đốn vườn nào ở gần đây không? Ở bên ấp 2 bên đó. Sáng giờ đốn được nhiêu rồi ha? 2 phiên mấy. Đốn đông không mà đốn hai giữa thằng gì? 3 người đốn. 3 người đốn mà chưa tính người đẩy cầm dây rồi đó hả? Dạ. Vậy là cái vườn đó là đi giao rồi đốn vườn người khác nữa đó ha. Dạ. Đốn lên xe chứ. Dạ tại chỗ hả? Dạ, xe vô lấy. Vậy là ngay chỗ đó có lộ xe. Dạ. Không có chuyển đi nợ nhân công ha. Dạ. Hư trái đó. Ê, trái nó hư đó. Chết rồi. Bữa nay có lái mới, có thợ leo dừa mới, cái chú này mới nè. Còn thêm chú này nữa, hôm nay để coi coi có quen không nè. Chú này chắc cũng mới nữa nè. Mới hồi đó có bẻ phòng chị làm có bẻ rồi. Dạ hả? Bẻ cho ngoan thành đó. Chú ở đâu? Vậy là bữa nay có hai người mới leo dừa ha. Không nhiều nhất á. Tí xíu nó cho cả nhà xem cái chú này, các chú lá dừa này là tự đốn và tự xuống dây mình ên luôn ha, khỏi cần ngại vịn luôn. Thường thường đó là mỗi một người đốn là có người vịn dây xuống dừa đó cả nhà, mà bữa nay thì mình thấy ba chú này là tự leo tự xuống dừa mình ên luôn ha. Để mình qua phía này mình quay lại cho thấy rõ hơn. Em hiểu, đi trước. Không có, ổng sợ giác không nổi. Ông cậy. Cái thang kia bảy thước, bảo giác nổi không? Cái thang này bắt lên nó gần tới bẹ dừa luôn rồi. Nó bảy thước nè. Đó, nhỏ luôn rồi. Đó. Dễ, giờ đến giờ tao làm sao biết rồi. Để xích lại phía này nhìn mới thấy rõ ba người len lượt ha. Bên này nó quất cái cây măng cụt mà nhìn không có thấy cái chú này nè. Họ nó tự xuống lên luôn nha cả nhà. Đó. Tự đốn và tự xuống mình lên luôn đó cả nhà, khỏi cần ai vịn dây hết nha. Rồi bên đây là xuống hai quầy luôn rồi nè. Quay qua quay lại thì cái anh này xuống hai quầy luôn rồi nè. Đó, một quầy xuống trước là bên đó, còn quầy xuống sau đây xuống luôn. Hồi sáng giờ cũng đốn gì đó ha anh, tự đốn rồi tự xuống nên ha. Rồi mình ăn lương hai đầu không? Cũng vậy rồi chứ. Chứ thường thường là nếu mà mình không xuống thì cũng mắc mướn một người cầm dây ha. Dạ. Mà
Mình yếu vậy thì mình xuống chậm hơn tí hả? Cũng vậy hả, cũng quen rồi. Vậy hả? Vậy là chuyên nghiệp rồi, quen rồi ha. Khỏi cần người vịn dây mà xuống được luôn. Mấy cái dừa đó là đẹp nè cả nhà. Dừa đẹp ở trong hoài á. Dưới nó vừa chăn ăn rồi đó. Sắn ra bỏ ha. Đó đó. Còn phía đằng trước. Phía đằng trước này cũng xuống mình lên nè. Mà cái cọng dây này hơi hơi ngắn rồi. Mắc mỡ lên ở trên xuống hoài nữa ha. Cái cây này thấy nhiều quá, có thể qua ba hoài luôn đó anh Vui. Sai. Cây này sai hơn mấy cây kia. Cái này là dừa đẹp. Dừa đẹp mà nó còn uống nước được á, nên lụm vô nhà uống nước ha. Còn mấy trái mà chăn ăn á, không có uống nước được á thì mới bỏ. Đó, giờ là mình để mình tua bự cho cả nhà xem á, tua lớn lên. Đúng dừa này là mấy chú này chuyên nghiệp không à. Đó. Xuống một hoài trước rồi cái đầu mình rút dây, rút dây lên. Rút dây lên cái đốn mà đó. Rồi xả luôn. Cái buồn nó nhỏ xả luôn, thèm một dây. Vậy là cái cây này là bị xích cổ, gãy cổ trước hết một hoài rồi, nên cái này thất rồi nè. Nó nhỏ thì là không tính rồi đó cả nhà. Cây này được có hoài một ha. Đốn rồi xuống cái gốc rong luôn. Có cái cây này sai nè. Cây này sai hết sức, cây này đẹp. Hay hoài xứng đáng à. Nó bỏ xe đẩy đẩy gì đó. Rồi bắt đầu tiếp tục. Cái cây thang này thấp hơn hai cây kia. Cục. Cục hả? Cây dừa này cây dừa tơ nè, cái thang nhỏ giữ thang luôn rồi. Cái này dừa thấp khỏi cần dây gì hết, đốn thì thảy xuống luôn ha. Dừa tơ thì đốn mau mà trái không có sai. Hồi sáng giờ cũng nhiều người đốn đó anh Vui, hay là có ai nữa không? Có nhiều gì? Tiền này bữa nay không có theo vịn dây hả? Không. Ba đốn 2.700. Thấy nãy có một chút ra đó mà nó không có làm hả? Đi chơi. Bây giờ thì cái vườn dừa này đốn rồi là khoảng tới ngày mai mới rồi đấy cả nhà. Thì trong khi cái chú lá dừa này xuống để gốc qua cái buồng dừa này nè, thì mình nhờ chú chia sẻ đến bà con mình cái giá hôm nay đến bà con mình ha. Anh cho em hỏi là cái giá hôm nay mình mua tại vườn một chục 12 trái đó là bao nhiêu tiền ha anh? Tùy theo vườn ít thì mua 30, vườn nó lớn thì mua 35. Cũng như là tùy theo tốt xấu rồi đó ha anh. Người ta vườn ít muốn 200-300 thì đúng được 30 ngàn. Tại sao mà vườn ít mà mình đốn giá thấp, còn vườn nhiều mà đốn giá cao nha anh? Tại vì vườn ta nhiều mình mua giá đó mình mới bán không? Với nhẹ nhân công hay sao ha? Nhân công hơn nhiều, mình đốn một chỗ là nhiều vừa hơn. Chứ ít ít thì mình di chuyển nhiều, nặng nhân công á ha. Nhiều. Rồi vừa ta mình cũng mua vậy hay gì ha anh? Giá cũng 30 à. Rồi cảm ơn anh chia sẻ với bà con mình ha. Vậy là anh lá dừa cũng vừa chia sẻ giùm mình đó cả nhà. Đó là dừa sim xanh và dừa ta thì cũng mua bằng giá ha. Nếu dừa tốt thì mua 35, còn dừa mà không có tốt với dừa ít nhỏ lẻ mình đi mình tốn nhân công nhiều quá.
thì mua 30 ngàn một chục tại vườn ha. Thì cái giá này là mình chia sẻ giá tại vườn nha cả nhà. Còn vận chuyển tới chỗ thành phố hay tới chỗ người tiêu dùng á, thì cái giá này có thể nâng lên nhiều lần nha cả nhà. Vì cái tiền vận chuyển và nhân công cao á, qua nhiều trung gian thì có thể nâng lên rất là nhiều lần hơn nữa ha. Vậy là mình cũng vừa chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cái giá dừa và cái cảnh đốn dừa ở tại miền Tây của mình ha, là ở Sóc Trăng nha cả nhà. Không biết hiện tại thì cái giá ở chỗ cô chú anh chị và các bạn thì như thế nào ha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi cái clip này của mình nha. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe ha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những clip tiếp theo nữa nha.